Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin EU kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án đối với Nguyễn Văn Trưởng. Phái đoàn Liên minh châu Âu EU ở Việt Nam hôm 10 tháng 8 đã ra tuyên bố kêu gọi nhà nước cộng sản Việt Nam dừng việc thi hành án tử hình đối với ông Nguyễn Văn Trưởng. Hình ảnh bản tuyên bố của EU trên Facebook. Tuyên bố này cũng được ít nhất 3 cơ quan ngoại giao bao gồm Canada, Vương quốc Anh và Ba Lan ủng hộ. Tuyên bố được đưa ra ít ngày sau khi cha mẹ của tử tù Nguyễn Văn Trưởng và hàng nghìn người khác gửi lời thỉnh cầu đến Chủ tịch nước Việt Nam xin tạm hoãn thi hành án tử hình của ông Trưởng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào từ vị nguyên thủ về vấn đề này. Báo VOA cho biết, cho đến ngày 11 tháng 8 năm 2023 vẫn chưa có thông tin chính thống về tính mạng của ông Trưởng. Bản tuyên bố được đăng trên trang Facebook chính thức của phái đoàn EU và được hơn 90 tổ chức cá nhân lan tỏa áo qua chức năng chia sẻ. Bên cạnh lời thúc giục Việt Nam dừng việc thi hành án tử hình, ông trưởng bốn phái đoàn của EU, Canada, Na Uy và Anh cũng nhấn mạnh trong tuyên bố rằng họ cực lực phản đối việc áp dụng hình phạt tử hình trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh trong quan điểm của liên minh gồm 27 nước châu Âu và ba quốc gia ngoài khối. Đây là một hình phạt tàn ác, vô nhân đạo, hạ thấp nhân phẩm và không bao giờ có thể biện minh được. Y Diệu và ba nước nói thêm rằng họ vận động Việt Nam hoãn thi hành tất cả các án tử hình và họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên con đường tiến tới việc xóa bỏ hình phạt tử hình. Bản tuyên bố của bốn phái đoàn chỉ ra rằng Ngày nay, hơn 2 phần 3 các quốc gia trên thế giới đã trở thành những quốc gia bãi bỏ trong luật pháp hoặc trên thực tiễn. Điều này khẳng định xu hướng toàn cầu ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình. EU và ba nước cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy xu hướng chung hướng tới loại bỏ hình phạt tử hình. Ba quốc gia không thuộc EU và khối 27 nước châu Âu lưu ý trong tuyên bố chung gửi đến chính quyền Việt Nam rằng không có bằng chứng nào cho thấy hình phạt tử hình có tác dụng răng đe tội phạm hiệu quả hơn là hình phạt tù. Hơn nữa, việc cải tạo với vai trò là một mục tiêu của luật hình sự hiện đại, không thể thực hiện được bằng việc áp dụng hình phạt tử hình. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, ông Nguyễn Trường Chinh, bố của Nguyễn Văn Chưởng, cả hai người đều đã kêu oan cho con trai mình liên tục trong những năm qua. Không những thế, bất kỳ sai sót nào đều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hệ thống luật pháp nào, đều không thể đảo ngược. EU và ba nước nhấn mạnh, ông Nguyễn Văn Trưởng bị kết án tử hình vì bị quy là kẻ chủ mưu cầm đầu hai đồng phạm khác gây ra vụ giết người cướp của hồi tháng 7 năm 2007 làm chết thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sinh thuộc công an Hải Phòng. Trong 16 năm qua, ông Trưởng và gia đình nhiều lần kêu oan nhưng các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam từ chối xem xét lại bản án. Gia đình ông Nguyễn Văn Trưởng, 40 tuổi, vào ngày 4 tháng 8 nhận được giấy báo từ Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, thông báo cho gia đình chuẩn bị làm thủ tục nhận cho cốt, tử thi của người bị thi hành án tử hình trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, gia đình ông Trưởng không nhận được bất cứ thông báo nào về việc thi hành án tử hình, tử tù Nguyễn Văn Trưởng, và gia đình suốt 15 năm qua liên tục kêu oan lên các cấp chính quyền. Luật sư Lê Văn Hòa, người nắm rõ trường hợp của ông Nguyễn Văn Trưởng nói rằng, nếu thi hành bản án tử hình của ông Trưởng sẽ là sai lầm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước. Báo VOA trích lời luật sư Hòa nêu ra căn cứ cho thấy ông Trưởng bị oan sai. Đó là lời khai của các bị cáo và nhân chứng trong vụ án, có nhiều mâu thuẫn. Ông trưởng có bằng chứng ngoại phạm là ở xa hiện trường vụ án khoảng 40 km vào thời điểm xảy ra án mạng. Có vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ hiện trường nên các dấu vết vật chứng bị mất, bị xáo trộn, ảnh chụp và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ngoài vụ đâm chém lúc 21 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2007, thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sinh có thể đã bị tấn công ở địa điểm khác bằng vũ khí khác trước đó. Bản chất vụ án có thể là ông Sinh bị giết vì lý do khác chứ không phải vì bị cướp của. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thờ thời báo chấm d với bản tin EU kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án đối với ông Nguyễn Văn Trưởng, Tô Lâm Hoàng Tử. Ngày 9 tháng 8, một trang tin quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Tô Lâm Dân ngủ không phải khóa cửa. Phát biểu này của Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm nói khi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương hôm 8 tháng 8 về yêu cầu đảm bảo sự bình yên cho nhân dân. Hình ảnh bài trên AFA Tiếng Việt. Bài báo dẫn lời một người dân sống tại Sài Gòn cho rằng ông Tô Lâm nói theo kiểu hoang tưởng, mỹ dân, ý là xã hội chủ nghĩa thì sẽ được như thế, nhưng thật sự ngày càng tồi tệ, dân tình ngày càng khổ có câu là cùng khổ thì sẽ sinh ra tệ nạn, sẽ xảy ra trộm cướp nhiễu loạn cả xã hội. Bài báo cho biết tại kỳ họp quốc hội vào tháng 11 năm 2022, bộ trưởng bộ Công an tô lâm cho biết trong năm 2022 tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận và xã hội tiếp tục có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm giết người tăng 13,17% bài báo dẫn nhận định của luật sư nhân quyền nguyễn văn đài từ đức quốc nói ông tô lâm ở trên ghế bộ trưởng không đi sát với tình hình thực tế ở hải dương nói riêng cũng như các địa phương trên cả nước nói chung qua mạng xã hội chúng ta đã thấy người dân việt nam ví dụ có trồng cây mít hay kể cả thùng rác thì họ đều phải dùng khóa để khóa tất cả lại cho nên theo luật sư đài yêu cầu của ông tô lâm mang tính chất hoang tưởng không có một chút thực tế nào so với điều kiện hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội cũng như vấn đề an ninh trật tự ở Việt Nam. Trong khi đó, vấn đề tội phạm Việt Nam mỗi một năm đều có mức tăng trưởng khủng khiếp từ 10 đến 20%, tăng trưởng tội phạm hình sự hàng năm. Ở các nước tư bản thì những người đứng đầu như bộ trưởng Tô Lâm không bao giờ cần thiết phải yêu cầu điều đó đối với cảnh sát địa phương bởi vì bất kể người nào khi bước chân vào nghề cảnh sát đều hiểu rõ trách nhiệm là đảm bảo một cách an toàn tuyệt đối cho người dân ở việt nam giữa tội phạm và công an người dân đều nhìn thấy rõ sự cấu kết với nhau nếu như không có tội phạm thì công an không tồn tại được không có tội phạm thì công an không được tăng ngân sách không được tăng quân hàm vẫn theo luật sư nhân quyền nguyễn văn đài Mối quan hệ của giữa tội phạm và ngành công an Việt Nam là mối quan hệ cộng sinh với nhau. Hình ảnh cựu Trung tướng Công an Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị áp giải ra tòa năm 2018. Bài báo nêu dẫn chứng, nhiều năm qua, có nhiều vụ bê bối của ngành công an bị đưa ra công luận. Đơn cử như năm 2018, cựu Trung tướng Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị tuyên án 9 năm tù, và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao bị phạt 10 năm tù vì những liên can đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng. Đến năm 2019, ông Phan Hữu Tuấn, cựu phó tổng cục tình báo Bộ Công an bị tuyên 12 năm tù và ông Phan Hữu Bách, cựu phó cục trưởng B61 tổng cục tình báo Bộ Công an cũng bị tuyên 11 năm tù, cả hai đều bị kết tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước tuy nhiên theo bài báo nhiều nhân vật xuất thân từ công an vẫn giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị và trung ương đảng cộng sản việt nam bài báo dẫn lời một cựu trung tá công an ở sài gòn nói nói về năng lực thì công an việt nam là một trong những công an giỏi không có tổ chức phản động nào tồn tại được ở việt nam ngon ngoe là bắt liền nhưng cá nhân thì khác như vừa rồi ba công an đi bắn dê là làm bậy công an bảo vệ dân thì lại ăn cắp của dân hay mấy ông cảnh sát biển thực chất là công an qua tham nhũng 50 tỷ chia nhau và bị trừng trị. Bài báo kết luận đó là những minh chứng rõ nét. Lực lượng công an lâu nay không thực hiện chức năng chính của họ là giữ gìn an ninh trật tự xã hội cho dân chúng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Tô Lâm Hoàng Tưởng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d